Trước trận chung kết của giải năm nay, không ai có thể nghĩ rằng trận đấu cuối cùng sẽ là cuộc đối đầu của hai tay cơ Việt Nam. Bởi Trần Quyết Chiến chưa từng lọt vào vòng tứ kết của giải đấu Carrom 3 băng danh giá nhất thế giới và tay cơ trẻ sinh năm 1995 Bao Phương Vinh chỉ mới lần đầu được tham dự giải đấu này. Tuy nhiên, tân binh Bao Phương Vinh đã khiến cả làng bia thế giới và người hâm mộ Việt Nam bất ngờ khi loại hàng loạt những tay cơ hàng đầu để tiến vào trận chung kết. Tay cơ trẻ Bao Phương Vinh gây bất ngờ tại giải thế giới FIVENSIS. Dù không được đánh giá cao bằng đàn anh Trần Quyết Chiến trong trận chung kết khi lần đầu tiên tham dự trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng tay cơ người Bình Dương vẫn thi đấu rất chững chạc và rất bản lĩnh để liên tiếp dẫn điểm trước Trần Quyết Chiến. Sau 33 lượt cơ, Bao Phương Vinh đã giành chiến thắng với tỷ số 50-34 trước Trần Quyết Chiến để giành chức vô địch thế giới ngay trong lần đầu tham dự. Chiến thắng này giúp cho Bao Phương Vinh đi vào lịch sử bia Việt Nam khi trở thành vận động viên của thể thao Việt Nam vô địch giải đấu lớn nhất thế giới sau 75 năm tổ chức. Thành tích tốt nhất của bia Việt Nam tại đấu trường này chính là vị trí Á quân của Nguyễn Đức Anh Chiến ở giải 2019. Tay cơ sinh năm 1995 Bao Phương Vinh đăng quang giải vô địch thế giới 2023 FIVENSIS. Tay cơ sinh năm 1995 cũng khiến cả thế giới phải thán phục khi anh chỉ bước vào sự nghiệp bia chuyên nghiệp chỉ sau hơn 2 năm. Tuy nhiên, Bao Phương Vinh đã nhanh chóng để lại dấu ấn bằng những chiến thắng trước tay cơ số 1 thế giới Lee Jasper, Hà Lan, hay Marco Zanetti, Ý, hạng 2 thế giới. Cách đây hơn 1 năm, tay cơ trẻ Việt Nam còn nằm ở ngoài top 300 thế giới, nhưng anh đã thăng tiến nhanh chóng.